sau cái đoạn ngắn vừa rồi, chị ấn tượng nhất giọng hát ở căn phòng nào? Chị thích căn phòng số 3. Cái bạn này á, thứ nhất là cái giai điệu này mà bạn nhảy kép á, nhảy cái nhịp đôi á, mà rất là máu lửa. Có nghĩa là sexy trước nữa. Mặt bạn không phải là khán giả. Dạ. Mà bạn ấy vẫn cứ dồn hết cái gọi là cái tâm huyết, cái máu lửa vô cái ca khúc này. Và chị rất thích cái gọi là cái lăng xả với cái bài hát. Phải không chị? Chỉ là hát với ba cái đèn thôi mà rất là hết mình luôn. Ồ, mà chị rất là thích những con người như vậy. Về giọng nữ là thầy theo em quan sát là một trong hai bạn nữ của mình có một bạn đang bị cảm. Ui. Tại vì khi nghe cái giọng hát, nghe giọng mũi rất là nhiều. Tuy nhiên cái giọng vẫn lên cao đủ, cái cường độ vẫn đủ và cái cao độ vẫn ok. Nhưng mà nhiều khi biết đâu cái giọng người ta bẩm sinh là vậy thì sao? Một trong hai người này phải bị cảm. Chị Nhật Kim Anh ơi, chị đã nghe thấy gì? Chị cũng giống như là chị Hồng Vân vậy, là chọn cái cô số 3. Tại vì trong này á, một cái gì đó nó đúng như chị Vân nói là rất là máu lửa. Đó, hết mình với ca khúc đúng rồi không? Và bản thân cái dốc dáng của cổ thôi, tại vì không có thấy được cái mặt nhưng mà nhìn thấy cái dốc dáng thôi. Dạ. Thì thấy cô này là nhảy cái điệu của cái bài hát á. Xin mời vị trí số 1. Anh Tài ơi, tới số 2 rồi anh Tài ơi, đừng nhìn số 1 nữa. Nãy Bụi thấy là kể cả lúc mà mình bắt đầu mình mở cửa cái buồng số 2 thì mắt anh Chí Tài vẫn nhìn cái buồng số 1 mà không rời một giây một phút luôn đó. Dạ, tại vì đó là một cô gái xinh đẹp, chắc chắn anh Tài phải nhìn thôi. Em hãy nhìn anh Chí Tài, em đá lông nheo một cái cho anh chết chơi. Bữa nay em tưởng là tụi em có cơ hội để mà giành các bạn nữ rồi, bởi vì bên cạnh anh là Nhật Kim Anh. Em biết là bữa nay là mình là thua thiệt là chắc luôn. Tại vì lúc nãy chị Nhật Kim Anh hát lúc đầu, anh Tài không hề nhìn chị Nhật Kim Anh. Trời đó, quay qua nói nhỏ với chưa? Em Khanh, vũ đoàn nào mà đẹp quá vậy? Tên gì? Vũ đoàn nữa hả? Trời sao mà em khổ quá, em biết vậy em lựa ai mập mập giống như em vậy. Em chọn vũ đoàn ốm hơn em, bởi vì em không được dồn. Hôm nay có một bạn số 2 cầm cái đàn. Dạ. Chắc chắn rằng bạn này biết đàn. Cũng không hẳn. Đúng rồi, cũng chưa chắc à. Đôi khi chỉ là tạo dáng như vậy thôi. Phải một người chơi đàn thật tuyệt vời, kết hợp với một giọng ca thật là tuyệt vời nữa, thì ban tổ chức mới cho anh ấy cầm cái đàn để biểu diễn. Nếu như thật sự bạn này là một bạn biết đàn và biết hát luôn, thì ứng cử viên sáng giá nhất là bạn số 2. Anh Vũ, anh nghĩ gì? Đây là một chàng trai mà có cái chiều cao cao nhất trong hai chàng trai này. Là cái đó là cái điểm nổi bật của anh ta rồi. Và đặc biệt hai, đó là đội cái mặt nạ lông xanh đồ chính nữa. Xác. Và anh ta đang cầm một cái microphone, có nghĩa là anh ta biết hát. Yeah. Nếu vậy thì yeah, cho tôi được đề nghị mở cánh cửa số 4 được không? Dạ. Yeah. Và đề nghị của anh Kim Tử Long không được chấp nhận, thưa quý vị. Không hiểu lý do tại làm sao mà lần nào mấy anh chị đi cũng nhường cho Kim Tử Long hết trơn vậy. Vì vậy cho nên là lần này lại một lần nữa Long đã đấu giá giọng hát và đã chiếm trọn giọng hát của thí sinh đầu tiên. Về ngoại hình đã chiếm được 90% với lòng tin của khán giả rồi đó. Bây giờ chỉ còn tài năng. Cái này là quyền lựa chọn của tôi và chỉ có một mình tôi được nói thôi. Bây giờ Hồng Vân giành nói thì tôi nhường cho Vân nói. Nhưng nói thì nói, cho tôi lấy hình nhé. Đó, tôi đứng kế bên lấy hình được rồi. Nói đi. Có như là mình đã quyết tâm là mình sẽ đấu giá, tại vì mình nghĩ rằng là khán giả sẽ thích Hot Boy, tại nhìn bạn nó cũng rất là xinh. Ai ngờ đâu là chặt mình tơi bời luôn. Em đã em yêu cầu. Em yêu cầu là phải coi lại nha. Coi lại đi, chị coi cũng lại 25 đi. Hồi đó. Nãy đi nỗi đau ai cũng y chang như em vậy đó. Lần sau mình phải mạnh bạo lên, ví dụ 25 vậy đó. Vậy mất tư cách lắm, mình lớn á, mình đã 25 đó. Vậy thiệt. Coi lại đĩa đi. Chị mà biết ngày hôm nay mà đấu trường như vậy hả, chị sẽ mặc quần tây áo sơ mi để đấu cho nó nhanh, cho chị dơ hoài mà không có được cái cách gì đó. Hay quá. Thân hình cô này là em nghĩ là cô này có tập thể thao nè đó. Thân hình rất là bốc lửa, nhiều khi là vận động viên. Dạ. Luôn. Rồi chắc là chơi ví dụ như là nhảy dây gì đó, đoạt cúp. Đoạt cúp luôn. Trời ơi, có cái cúp nhảy dây nữa hả chị Nhật? Dạ, không có. Anh? Có chứ. Trời, chơi cái gì mà không có cúp, đúng không? Cuối cùng thì tôi cũng sở hữu được cô gái số 3 mà tôi đã nhắm từ đầu. Mà cái điều đã hơn là tôi thắng được ông Chí Tài.
trời, tôi thích dễ sợ. Tôi lại lỡ tay đánh mất cô số 3 này. Tiếc quá.